tỉnh Hưng Yên đã phát lệnh báo động số 1 trên tuyến đê tả sông Hồng và sông Luộc. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, trong sáng và chiều nay, lực lượng quân đội công an, dân quân tự vệ đã kịp thời có mặt tại các điểm nóng để di rời, sơ tán người dân, tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, Công an tỉnh đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đến hỗ trợ người dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang di chuyển tài sản và hàng trăm nghìn các loại hoa, cây cảnh, cây công trình đến nơi an toàn. Công an huyện Tiên Lữ huy động hàng chục chiến sĩ giúp đỡ nhân dân xã Cương Chính di rời tài sản và đắp bối ngoài bãi sông Luộc. Lực lượng bộ đội công an, dân quân tự vệ tỉnh Hưng Yên tiếp tục đồng hành 24/24 giờ, xuyên ngày đêm cùng các địa phương sơ tán dân, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thiên tai, nhất là tại các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, nhà cửa. Giúp các xã ngoài bãi của huyện Kim Động di rời 100 hộ cùng các tài sản của người dân thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, di rời 13 hộ dân với 37 nhân khẩu tại xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn, sẵn sàng xử lý theo phương châm 4 tại chỗ.